Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bình thường lễ truyền chức linh mục thường diễn ra rất trang trọng, đông đảo, tưng bừng tại nhà thờ chính tòa với sự hiện diện đầy đủ của quý cha, tu sĩ, chúng sinh và đông đảo giáo dân. Nhưng vì dịch Covid, thánh lễ phong chức hôm nay lại được tổ chức rất âm thầm tại nhà nguyện tòa giáo mục với sự hiện diện của rất ít quý cha, tu sĩ và người thân của quý tân chức. Với cái nhìn nhân loại, đây quả là sự thiệt thòi cho các tân chức. Nhưng như Đức Cha Giám Quản đã viết trong lá thư gửi cho các phó tế thủ phong linh mục hôm nay mà chúng ta vừa nghe ở đầu lễ đó, Ngài viết đây là cơ hội ân phúc cho chúng ta để trở về với điều chính yếu là hoàn toàn hướng lòng về Chúa và cảm nghiệm sâu xa ân sủng biến đổi mình. Quả thật, sự âm thầm và tĩnh lặng này lại giúp các tân chức gặp gỡ thân tình hơn với Chúa, Đấng đã kêu gọi và chọn lựa mình, lắng nghe rõ ràng hơn lời dặn dò của Chúa trước khi được Ngài sai đi trong thiên chức linh mục. Để biết Chúa sẽ dặn dò các tân chức điều gì, chúng ta dành ít phút suy niệm lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa nói với tiên tri Giê-rê-mi-a: Ta đã gọi ngươi từ trong bụng mẹ, ta sẽ sai ngươi đến với những kẻ ta sẽ sai ngươi đi. Qua đó chúng ta thấy linh mục là người được Chúa sai đi, cử đi đến với những người khác. Người được Chúa sai đi đến với người khác với vai trò gì? Biến cố Thiên Chúa sai ông Mô-xê đi giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập trong sách Xuất Hành cho ta thấy rõ vai trò của người được sai. Thiên Chúa nói với ông Mô-xê: Ta sai ngươi đến với vua Pha-ra-ô để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Như thế đường lối của Thiên Chúa là chọn người đại diện Ngài để làm việc cho Ngài. Và như thế người được sai là người đại diện cho Chúa để làm công việc của Chúa. Đây là một huyền nhiệm. Thiên Chúa sẽ không can thiệp trực tiếp vào thế giới. Ngài cần con người cho Ngài xương thịt, thân thể, tài năng để qua họ Ngài sẽ hiện diện trong thân phận con người hầu làm điều Ngài muốn làm cho dân chúng và thế giới. Khi kêu gọi một người, Ngài hỏi người đó rằng: Con có sẵn lòng cho ta mượn thân thể, nhân cách, tất cả con người, cuộc đời của con để qua đó ta có thể hiện diện trong thế giới và có thể hoàn thành dự tính của ta không? Ta không có thân xác nên ta cần thân xác của con để hiện diện trong lịch sử và ở giữa thực tại con người cụ thể. Như thế linh mục là người được Chúa chọn để đại diện Chúa đi đến với người khác làm công việc của Chúa. Chức vụ linh mục được trao ban cho ai? Không chỉ nhằm cứu độ bản thân người đó, nhưng trên hết là giúp Chúa cứu độ người khác. Nét đẹp của linh mục là cuộc đời của họ, các hoạt động của họ trở nên người mang các hành vi cứu độ của Thiên Chúa đến với người khác. Vì là đại diện nên linh mục phải là người nói năng, hành động, cư xử đúng với ý của người đại diện và ý như người mình đại diện. Và để được như thế, linh mục phải gắn bó với người đại diện.
Và do đó, điều đầu tiên Chúa dặn dò anh em sắp chịu chức linh mục là hãy liên lỉ gắn bó với Ngài trong cuộc đời linh mục của mình. Phương thế gắn bó với Chúa Giê-xu là cầu nguyện. Hãy dành thời gian cho việc cầu nguyện, và cầu nguyện ngay chính đang khi làm mục vụ. Công đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh về tác vụ và đời sống linh mục nói: các linh mục hãy luôn cầu nguyện để ngày càng hòa nhập sâu xa hơn vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Như vậy, để chu toàn sứ vụ linh mục cần phải gắn bó với Chúa Giê-xu. Nói như Thánh Phao-lô, cố gắng trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu. Trước hết, đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu trong tư cách làm con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã là một con người con, một người con tuyệt hảo. Chúa Cha đã nói: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Chúa Giê-xu miệt mài chìm sâu trong việc gặp gỡ Chúa Cha để thờ lạy cảm tạ, lắng nghe ý Cha, để rồi can đảm thi hành ý Cha. Linh mục cũng thế, hãy miệt mài liên kết với Chúa Giê-xu để qua Chúa Giê-xu gặp gỡ Chúa Cha, để cảm nhận tình yêu Chúa Cha dành cho mình và cho người khác, để rồi như Chúa Giê-xu hết lòng yêu thương người khác. Trong thư gửi các thầy sắp chịu chức linh mục hôm nay, Đức Cha Giám Quản viết: cũng như Đức Giê-xu, linh mục phải ngụp lặn trong tình yêu của Chúa Cha thì mới có thể bày tỏ tình yêu của Chúa Cha. Chỉ khi nào biết làm con, linh mục mới có khả năng làm cha. Không biết làm con thì cũng chẳng làm cha được, mà chỉ là một kẻ có thái độ cha chú, tự cao tự đại, coi thường mọi người. Thứ đến, đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu trong việc quan tâm, săn sóc, phục vụ những người mình được sai đến, những người được trao phó cho mình. Trong bài đọc 2 chính sách tông đồ công vụ mà chúng ta vừa nghe đó, Thánh Phao-lô nói với các trưởng đoàn Corinto, cũng là nói với các tân chức hôm nay: anh em hãy thận trọng và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh mà Chúa đã mua bằng máu của mình. Vậy làm cách nào để chu toàn sứ vụ săn sóc đoàn chiên được Chúa giao cho mình? Chúa Giê-xu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói: hãy phục vụ, hãy làm đầy tớ. Ngài nói: anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của họ. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải là người đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Chính Chúa Giê-xu đã thi hành sứ vụ phục vụ và làm đầy tớ qua việc hiến dâng mạng sống mình trên thập giá để làm cho mọi người được sống và sống dồi dào. Trong thư gửi anh em phó tế sắp được truyền chức đây, Đức Giám Quản cũng nhắc nhở: muốn làm linh mục thì phải biết làm đầy tớ. Mà là linh mục suốt đời cho nên là đầy tớ suốt đời. Hãy nhớ mình chẳng là gì đâu, từ bụi cho Chúa nâng con lên, Chúa nâng con lên nhưng con vẫn là bụi cho. Hơn nữa, để phục vụ mọi người,
Linh mục không an tâm khép kín ở chốn riêng tư, ngày ngày với máy tính, với điện thoại. Trái lại, linh mục phải đứng dậy, ra đi, lăn xả vào đoàn chiên, phải mang vác chiên. Trước hết, linh mục phải có tương giao gần gũi với chiên. Muốn phục vụ họ thì phải gần họ để biết nhu cầu của họ, để cảm thông, yêu thương, tha thứ, quảng đại, phục vụ và chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên. Không phải cách chung chung, nhưng là gọi tên từng con một, nghĩa là phải hy sinh thời giờ để biết cụ thể sâu sát, nhất là những con chiên bé nhỏ, yếu ớt, vô danh, tiểu tốt, thấp cổ, bé họng, nghèo khổ. Đó cũng chính là điều Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế Lumen Gentium đã nói: linh mục phải chăm sóc các tín hữu như những người cha trong Chúa Kitô, và đã sinh ra họ cách thiêng liêng nhờ phép rửa và giáo huấn. Mới đây vào ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua, ngày phe Taliban chiếm Kabul, thủ đô Afghanistan, cha Francisco Silva, bề trên dòng Barnabé ở Ý đã cho biết: trong khi mọi người đều tìm cách thoát ra khỏi đất nước, thì cha Giovanni Calese, người Ý thuộc dòng Barnabé, quyết định không đi. Ngài trả lời điện thoại cho cha tổng bề trên Francisco Silva như thế: vì là mục tử nên Ngài không bỏ rơi một con chiên nào. Nghĩa là bao lâu còn một người Kitô hữu ở đất Afghanistan, Ngài nhất định không rời Afghanistan. Đây là trách nhiệm được sống trong mọi lúc, kể cả lúc khốn khó nhất, đau đớn nhất, với những người Chúa đã giao phó cho chúng ta. Đó là lời của cha bề trên Silva kể lại. Có lẽ đó cũng là điều người giáo dân mong đợi nơi anh em linh mục. Đức cha giám quản nơi anh em nói với anh em sắp chịu chức như sau: dân Chúa khao khát những linh mục, nhưng là những linh mục có phẩm chất cao. Các con hãy đáp lại kỳ vọng thánh thiện của dân Chúa. Còn anh em sắp chịu chức linh mục thân mến, xin anh em hãy luôn ghi khắc trong tâm trí rằng mình làm linh mục là vì người khác và cho người khác. Mình đáp trả tiếng Chúa gọi làm linh mục là đồng ý cho Chúa mượn toàn thể con người mình, cuộc đời mình, để Ngài hiện diện và mang ơn cứu độ cho người khác. Ngài cần anh em cho Ngài mượn xương thịt, thân thể, tài năng, để qua đó Ngài sẽ hiện diện qua con người cụ thể của anh em để cứu độ người khác, nhất là những người trong giáo phận phát diệm thân yêu này. Tuy ý thức sự yếu đuối và đầy giới hạn của mình, anh em hãy nhìn vào rất ít người đang tham dự thánh lễ này đại diện cho mọi thành phần dân Chúa ở khắp trong giáo phận và giáo hội. Anh em hãy hứa với Chúa rằng mình sẽ trở nên người mang lại niềm vui, bình an, hạnh phúc và sự sống cho họ như lòng Chúa mong ước. Để được như thế, anh em hãy nhớ lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay và nhìn lên thánh giá để thấy chính Ngài đã sống và chết như thế. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người, và lấy câu nói đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời linh mục của mình. Còn chúng ta,
Chúng ta hãy nhìn vào những anh em sắp sửa lãnh nhận thừa tác vụ linh mục đây. Họ cũng là con người như chúng ta, không những chỉ giống về hình thể mà còn giống cả về sự yếu đuối và giới hạn. Vì thế, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các anh em này, không những hôm nay mà còn mãi về sau nữa. Amen.